Nhà đẹp Apollo Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Ngân Hà cùng quý vị khám phá một trong mẫu biệt thự tân cổ điển hot nhất hiện nay. Quý vị cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Trước tiên, quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để hàng tuần đón nhận thêm nhiều không gian đẹp hơn nữa. Thưa quý vị, mẫu nhà đẹp được nhắc đến trong video ngày hôm nay đó là mẫu biệt thự 2 tầng, 1 tum được thiết kế với phong cách tân cổ điển vô cùng ấn tượng và hút mắt của chủ đầu tư chị Trần Thị Hiền trên diện tích sàn 15m x 12m. Tọa lạc ngay trục đường lớn sầm uất của Đà Nẵng, thành phố đáng sống nhất Việt Nam, ngôi biệt thự đẹp 2 tầng phong cách châu Âu tỏa ra một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Kế thừa những tinh hoa nổi bật và tinh túy nhất của kiến trúc tân cổ điển, mẫu biệt thự 2 tầng đẹp mang dáng vẻ sang trọng của những trang trí phào chỉ, trụ cột, hệ thống mái với nét đẹp phóng khoáng, tự do. Nhìn từ xa, mẫu biệt thự đẹp 2 tầng gây ấn tượng bởi sự đăng đối trong bố cục, hình khối và các chi tiết trụ cột, hoa văn. Ở sảnh chính được lấy làm trung tâm, hai bên là hai khối nhà đối xứng có thiết kế giống nhau, tạo nên một tổng thể hài hòa và đồng nhất. Nổi bật ở trên nền trắng chủ đạo bao phủ toàn bộ công trình, ngôi biệt thự đẹp mang đến cho người nhìn cảm giác thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. Thêm vào đó là màu đen huyền bí của hệ mái càng làm cho mẫu nhà tân cổ điển 2 tầng gây được ấn tượng khó phai. Chiêm ngưỡng thiết kế nhà đẹp tân cổ điển, người nhìn dễ dàng nhận ra sự kết hợp độc đáo của mái man sát dạng hình thang với mái vòm lâu đài. Hai loại mái này được đặc trưng kiến trúc Pháp châu Âu. Hệ mái man sát có sự phân tầng rõ rệt, mái man sát ở giữa thiết kế cao hơn hai mái bên cạnh. Trên cùng là mái vòm vươn cao với đỉnh chóp nhọn bằng sắt nhẹ nhàng. Mái vòm được nâng đỡ bởi hệ thống phào chỉ, vương miện được đắp nổi đẹp mắt giống như mũ vương miện quyền quý của hoàng gia. Đặc biệt, mái vòm còn được tô điểm thêm bởi hệ thống hoa văn được đắp nổi đẹp mắt màu trắng tinh khôi. Tiếp theo, quý vị hãy theo chân Ngân Hà khám phá hai mặt tiền của công trình nhé. Sảnh chính và sảnh phụ tầng 1 được thiết kế đua ra khoảng 2m. Nếu như sảnh chính là bức tường chi tiết mũ vương miện được đắp vẽ hoa văn hình cánh thiên thần, tinh xảo thì sảnh phụ lại được thiết kế lan can ban công bằng con tiện bê tông đơn giản nhưng không hề làm giảm đi sự sang trọng của công trình. Mặt khác, trướng áp mái ở sảnh chính và sảnh phụ được kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế dạng hình vòm với hoa văn trang trí cầu kỳ, đem đến sự mềm mại, uyển chuyển cho toàn bộ công trình. Quý vị có thể thấy các cột trụ vuông và tròn được sáng tạo dựa trên những cột Corinth, thức cột hoa mỹ nhất trong ba thức cột cơ bản của kiến trúc Hy Lạp. Hệ trụ cột này giúp cho công trình biệt thự châu Âu trở nên kiều diễm, mỹ lệ hơn. Không chỉ vậy, những đường chỉ kẻ lõm ở thân cột cũng tạo nên điểm nhấn đắt giá cho ngôi nhà đẹp. Dẫn vào không gian ở bên trong là hệ 5 bậc tam cấp đua rộng ra ở phía sân với tay vịn được sơn màu vàng nâu, đồng màu với phần chân tường. Bậc tam cấp và chiếu nghỉ sảnh được lát đá granite màu vàng ở hai bên, ở giữa lát gạch màu đỏ nhung tựa như trải thảm đỏ để tiếp đón những vị khách quý đến thăm nhà. Ngắm nhìn không gian ngoại thất của ngôi nhà, chắc hẳn bạn sẽ bị choáng ngợp bởi hệ thống hoa văn, phào chỉ được đắp vẽ tỉ mỉ, cầu kỳ như tấm phù điêu, phân tầng, chi tiết cúp chiến thắng ở ban công. Ngôi biệt thự sử dụng vật liệu hiện đại cao cấp, ngoài chất liệu gỗ gõ đỏ cao cấp chống mối mọt, chịu nắng mưa tốt với những đường vân bắt mắt được sử dụng làm cửa ra vào ở sảnh chính, thì tất cả các cửa còn lại như cửa ra vào sảnh phụ, cửa sổ mái, cửa ban công, được các kiến trúc sư ưu tiên sử dụng cửa kính dán an toàn, hai lớp khung nhôm PMI. Tổng diện tích xây dựng lên đến hơn 700m², khá rộng rãi, vì thế kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế không gian sân vườn, hàng rào cho mẫu biệt thự đẹp 2 tầng. Không gian sân vườn được thiết kế đẹp mắt với hàng rào bê tông bao quanh cùng với hệ thống tiểu cảnh, hồ sen cá koi, khiến cho khách tới chơi có cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Thưa quý vị, công năng của mẫu nhà đẹp được bố trí khoa học, đơn giản và rất tinh tế. Ở tầng 1 bao gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Ở tầng 2 bao gồm phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ, tầng tum phòng thờ, phòng tập và sân phơi. Ngay sau đây, hãy cùng Ngân Hà khám phá công năng tầng 1 và thiết kế nội thất phòng khách, phòng bếp ăn của ngôi biệt thự này nhé. Vốn yêu thích phong cách luxury sang chảnh nên chị Hiền đã yêu cầu kiến trúc sư thiết kế không gian nội thất cho ngôi nhà của mình theo phong cách này. Từ sảnh chính bước vào trong là phòng khách được thiết kế theo phong cách luxury. Tại đây được bố trí một bộ sofa màu trắng ngà bọc đệm nhập khẩu từ Ý với hai ghế bành dài, hai ghế đơn, hai bàn tròn và một bàn vuông ở giữa.
mặt bàn được ốp đá hoa cương màu trắng với những đường vân mây nổi bật. Quý vị có thể quan sát thấy bức tường trắng đằng sau cũng được ốp đá hoa cương màu trắng ngà, đẹp mắt, tạo ấn tượng thị giác đặc biệt. Nếu như thiết kế ngoại thất nhấn mạnh vào những chi tiết hoa văn cầu kỳ thì không gian nội thất lại đơn giản, mộc mạc hơn hẳn nhằm theo đuổi nét đẹp tinh tế của phong cách luxury. Phải chăng chỉ là những đường kẻ chỉ nhẹ nhàng trên trần nhà và trên các mảng tường? Kiến trúc sư đã thiết kế cặp đèn thả trần với hình khối độc đáo, mang đến nét đẹp hiện đại, thanh lịch cho không gian ở phòng khách. Phía tay phải được bố trí một phòng ăn với bộ bàn ăn 8 ghế bọc đệm màu trắng sữa cao cấp. Thêm vào đó là đèn thả trần cùng loại với phòng khách. Phía dưới được trải thảm lông chuột với họa tiết bắt mắt. Khu bếp nấu được bố trí ngay bên cạnh khu vực thông tầng. Thiết kế một bàn đảo đặt ngay chính giữa thật độc đáo cùng 4 ghế đầu với gam màu hồng ấn tượng. Bên cạnh đó, phòng bếp được trang trí các đồ dùng, trang thiết bị nấu ăn hiện đại, phục vụ nhu cầu nấu nướng hàng ngày của gia đình. Một phòng ngủ nhỏ được sắp xếp khá khoa học ở đằng sau phòng khách là phòng ngủ của vợ chồng chị Hiền. Thiết kế phù hợp, khoa học để chủ nhà dễ dàng sinh hoạt hàng ngày. Với tông màu chủ đạo là màu pastel, thiết kế phòng ngủ mang đến sự thoải mái, dễ chịu cho gia chủ khi sử dụng. Nhìn vào bản vẽ mặt bằng công năng tầng 1, quý vị có thể thấy được cầu thang được thiết kế bẻ ngang, chuẩn yếu tố phong thủy, bởi người ta kiêng kỵ cầu thang đối diện với cửa chính nhằm rước tài lộc bình an cho gia chủ. Thưa quý vị, vậy là Ngân Hà đã cùng với quý vị khám phá phối cảnh 3D và mặt bằng công năng của mẫu biệt thự Tân Cổ Điển được chúng tôi thiết kế cho gia đình chị Hiền ở Đà Nẵng. Hy vọng sau khi xem video này, quý vị sẽ có thêm nhiều gợi ý để thiết kế cho ngôi nhà của mình. Và đừng quên dành cho nhà đẹp Apollo Việt một like và một sub, giúp cho chúng tôi có động lực thiết kế nhiều hơn các công trình đẹp, những không gian sống sang trọng, đẳng cấp nhé. Cuối cùng, nhà đẹp Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!